Mến chào quý khán giả đến với tin tức mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Mới đây, cư dân mạng xôn xao chia sẻ câu chuyện người phụ nữ khốn khổ bị chồng lấy hết tiền sinh con, đến ngày chuẩn dạ không biết xoay đâu ra tiền để nhập viện khi trong nhà không có bất cứ vật dụng gì giá trị. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự chú ý, kèm theo rất nhiều bình luận phẫn nộ, chỉ trích người chồng tệ bạc. Vào sáng ngày 15 tháng 5, liên hệ với chị Nguyễn Thị Quỳnh May, sinh năm 1994, ngụ Bình Dương, nhân vật chính trong câu chuyện. Chị cho biết vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc bị người đàn ông đầu óc tày gấu lấy sạch tiền dành dụm trước ngày chuyển dạ sinh con. Vì điều kiện sức khỏe không cho phép nên chị May nhờ mẹ là bà Nguyễn Thị Hậu kể lại câu chuyện. Theo đó, chị May quê Kiên Giang và người đàn ông tên Vĩnh quê An Giang gặp gỡ và sống với nhau như vợ chồng cách đây hơn một năm. Cặp đôi làm nghề phụ hồ, khi rảnh thì ai gọi gì làm đó. Nơi sinh sống của cặp đôi là căn chòi tạm bợ trong vườn cao su. Thời điểm bầu ngày càng lớn thì chị May ở nhà lo cơm nước. Bà Hậu kể, con May nó kể, từ lúc sống với nhau, thằng chồng nó đã có tính lấy trộm tiền của vợ mang đi tiêu xài rồi. Đây không phải là lần đầu tiên, nó mang đi ăn chơi, tiêu xài, lúc nào hết thì quay về. Trong đoạn clip được Mạnh Thường Quân kêu gọi giúp đỡ trước đó, chị May cho biết cách đây khoảng 4 tháng, người đàn ông chị coi là chồng đã lấy đi số tiền 7 đến 8 triệu đồng. Chị May kể lại, lúc đó em nghĩ mình không còn trẻ nữa, không lẽ ly dị, nên mình nhẫn nhục mình sống. Tiêu hết tiền về, em cũng tha thứ không nói. Lần này lấy hết luôn, em khổ nên em mới cầu cứu. Bà Hậu, mẹ chị May cho biết thêm, ngày 11 tháng 5 vừa qua, khi đưa vợ vào bệnh viện thăm khám, người chồng đã lấy hết số tiền 10 triệu đồng và hai điện thoại, chứng minh thư của chị May cũng bị người này mang đi. Khi phát hiện sự việc, chị May đã gọi vào số điện thoại của chồng nhưng thuê bao, đến hôm nay vẫn chưa thể liên lạc được. Bố mẹ của chị May đã lớn tuổi, hoàn cảnh gia đình ở quê cũng rất khó khăn. Hiện tại, một số hội nhóm thiện nguyện đã giúp chị May có tiền đóng viện phí ban đầu. Mẹ chị May chia sẻ, chờ cháu nó sinh xong, tôi sẽ đưa hai mẹ con về căn chòi kia, ở tạm khoảng rằm bữa nửa tháng. Em bé cứng cáp hơn, rồi cả nhà sẽ về quê ở Kiên Giang. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức mới.